chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Lâm Đồng sản lượng tơ tằm giảm, hụt nguồn cung xuất khẩu. Những chiến sĩ áo trắng điều trị bệnh nhân Covid-19. Triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh với giá hàng trăm triệu một bé. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài FDI đạt 5,46 tỷ đô la Mỹ, bằng 84,4% so với cùng kỳ năm 2020. Theo lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ. Đứng thứ hai là lĩnh vực sản xuất phân phối điện với tổng vốn đầu tư 1,44 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ với tổng vốn đăng ký tương ứng là gần 485 triệu đô la Mỹ và 153 triệu đô la Mỹ. Về đối tác đầu tư, đã có 46 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam, trong đó Nhật Bản giữ vị trí số 1, Singapore đứng thứ 2, Hàn Quốc đứng thứ 3, tiếp theo là Trung Quốc, Hồng Kông, Hoa Kỳ. Thưa quý vị và các bạn, do dịch bệnh Covid-19 nên sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều lao động ở những địa bàn có dịch chưa thể quay trở lại Hưng Yên làm việc. Điều này gây ra tình trạng thiếu lao động cục bộ ở một số doanh nghiệp. Gần 200 công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Smartset Hưng Yên là người Hải Dương chưa thể trở lại Hưng Yên làm việc. Cùng với việc tuyển lao động để bù đắp và phục vụ nhu cầu mở rộng sản xuất, nhưng để khắc phục ngay là điều không thể do một số lao động vắng là những người đã làm quen và thạo việc, dẫn đến gián đoạn một số công đoạn trong dây chuyền sản xuất. 20% công nhân không thể đi làm, vì thế nó ảnh hưởng rất lớn về năng suất, hiệu quả sản xuất và quan trọng nhất là đảm bảo tiến độ xuất hàng, đặc biệt là những đơn hàng xuất khẩu đi Mỹ và châu Âu. Tình trạng thiếu lao động cục bộ sau Tết chủ yếu xảy ra đối với doanh nghiệp có nhiều lao động là người Hải Dương làm việc. Hiện có khoảng trên 4.000 lao động tỉnh Hải Dương sang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Ngược lại, Hưng Yên có khoảng 3.900 lao động sang các doanh nghiệp bên tỉnh Hải Dương làm việc. Đến nay, tất cả đều chưa thể sang làm việc trở lại. Còn lại, lao động ở các tỉnh khác đã dần trở lại Hưng Yên làm việc sau nghỉ Tết và thị trường lao động cũng được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Trong thời gian tới thì tôi cho rằng là với cái sự khảo sát của trung tâm ấy thì cái dòng đầu tư của các doanh nghiệp FDI vào Việt Nam ngày càng tăng lên và có xu hướng thu hút nhiều các cái tập đoàn lớn đầu tư ở Việt Nam. Do đó là tôi cho rằng là Việt Nam chúng ta luôn luôn phải chuẩn bị một cái lực lượng lao động thật là tốt về số lượng và cả về chất lượng. Để khắc phục, các doanh nghiệp đã có nhiều giải pháp từ việc bố trí, sắp xếp lại nhân lực sản xuất cho phù hợp hơn. Mặt khác, thực hiện nhiều biện pháp phòng chống dịch cho chính lực lượng lao động hiện có đang làm việc để giữ ổn định sản xuất cho mình. Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo từ ngày 1 tháng 3 trên tuyến Bắc Nam chỉ duy trì 2 đôi tàu khách thống nhất chạy suốt và một số mác tàu chạy không thường xuyên. Cụ thể, tuyến Hà Nội-Sài Gòn chạy 2 đôi tàu SE3, SE4 và SE7-SE8 từ ngày 1 tháng 3. Tàu SE3, SE4 sẽ xuất phát tại ga Hà Nội. Đôi tàu SE7, SE8 sẽ xuất phát từ ga Sài Gòn. Tuyến Sài Gòn-Đà Nẵng tổ chức chạy đôi tàu SE21, SE22 từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 7 tháng 3 năm 2021. Tàu SE22 sẽ xuất phát Sài Gòn và tàu SE21 xuất phát tại Đà Nẵng. Tuyến Sài Gòn-Nha Trang tổ chức chạy tàu SNT2 xuất phát từ Sài Gòn thứ 6 hàng tuần và tàu SNT1 xuất phát Nha Trang chủ nhật hàng tuần. Hành khách mua vé cá nhân các đôi tàu SE3, SE4, SE7, SE8 có cự ly vận chuyển trên 900 km và đôi tàu SE21, SE22 có cự ly vận chuyển trên 600 km sẽ được giảm giá vé từ 5 đến 50% tùy theo cự ly vận chuyển và thời gian mua vé. Theo một số doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu tơ lụa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, hiện nay thị trường xuất khẩu tơ lụa đã khởi sắc trở lại, đặc biệt là thị trường Ấn Độ, thị trường chiếm 80% thị phần xuất khẩu tơ lụa của địa phương. Tuy nhiên, sản lượng tơ tằm của tỉnh trong giai đoạn này không đáp ứng đủ nhu cầu xuất khẩu. Theo thống kê,
hiện Lâm Đồng có khoảng 8.500 ha dâu và khoảng 15.000 hộ nuôi tằm với sản lượng kén tằm đạt gần 11.000 tấn một năm, sản lượng tơ đạt trên 1.500 tấn một năm. Tuy nhiên hiện nay đang là mùa khô nên một số diện tích dâu chủ động được nước tưới còn hạn chế, dẫn đến việc nuôi tằm sản xuất kén giảm từ 50 đến 60%. Vì sản lượng kén giảm nên hiện nay mức giá kén đầu vào cũng khá cao. Theo các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu tơ tằm, hiện nay việc xuất khẩu khá thuận lợi nhưng sản lượng lại không đáp ứng đủ. Vì vậy, các doanh nghiệp cũng sản xuất cầm chừng vì không chủ động được nguyên liệu. Trước tình hình nông sản của tỉnh Hải Dương gặp khó khăn về đầu ra, một số hệ thống siêu thị đã vào cuộc nhằm đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng nông sản nhằm hỗ trợ nông dân Hải Dương. Trên tinh thần hỗ trợ nông dân Hải Dương tiêu thụ lượng nông sản khá lớn còn đang tồn ứ, siêu thị này đã bắt đầu chiến dịch giải cứu với mức giá phi lợi nhuận giảm tới 50 đến 70% so với mức giá hiện hành. Hiện tại chúng tôi đang tích cực phối hợp với lại Liên minh Hợp tác xã Việt Nam để cùng đồng hành cũng như là hỗ trợ bà con ở khu vực vùng dịch, nhất là đặc biệt là Hải Dương. Thì tính đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đang nhập của các hợp tác xã Hải Dương là khoảng 7 đến 8 tấn nông sản hàng ngày. Còn tại hệ thống này, từ trước Tết Nguyên đán đến nay đã tiêu thụ ra ngoài thị trường một lượng khoảng 200 tấn các loại nông sản của Hải Dương. Khi bắt đầu chiến dịch mới từ ngày 22 tháng 2 thì họ kỳ vọng mỗi tuần bán được từ 70 đến 100 tấn. Theo đánh giá của người tiêu dùng, mặc dù chiến dịch giải cứu của siêu thị có chậm hơn so với các nhóm thiện nguyện tự phát, nhưng khi mua nông sản Hải Dương tại các hệ thống bán lẻ như thế này, họ lại rất yên tâm. Khi mà bán ở tại điểm này tôi thấy là có một phần yên tâm hơn. Với hai nữa rằng là nhìn qua là thấy đồ rất là sạch sẽ. Đấy, cộng thêm nữa rằng là các cô bán hàng là cũng là nhân viên của siêu thị. Đấy, cộng thêm những cái yếu tố đấy tôi lại càng thêm yên tâm nữa. Chúng tôi đều thực hiện rất là nghiêm ngặt các cái quy định cũng như hướng dẫn từ Bộ Công Thương hay Sở Công Thương thành phố Hà Nội cũng như là phối hợp với Sở Công Thương của tỉnh Hải Dương. Do vậy là tất cả các sản phẩm khi được bày bán ở trong các hệ thống siêu thị Big C và Go thì đều là những sản phẩm chất lượng tốt và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng dịch. Hiện các nhà phân phối lớn như Mega Market hay Vinmart cũng có văn bản cam kết hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho tỉnh Hải Dương. Các đơn vị này sẽ tiếp tục tăng sản lượng đặt mua trong những ngày tới để phân phối về các trung tâm tại miền Trung và miền Nam. Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 2 tại Hà Nội, Học viện Quân y Bộ Quốc phòng tiếp tục tiêm thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 Nanocovax giai đoạn 2 cho 35 tình nguyện viên đầu tiên. Đây là vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên của Việt Nam được đưa vào tiêm thử nghiệm lâm sàng trên người do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen nghiên cứu. Trước khi tiêm thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19 Nanocovax giai đoạn 2, 35 tình nguyện viên đầu tiên được kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc, khai thác kỹ tiền sử dị ứng, lấy mẫu xét nghiệm, điện tim, đảm bảo đủ tiêu chuẩn sức khỏe trước khi tiêm thử. 35 người được chia thành 4 nhóm tiêm với 3 mức liều, 25 microgram, 50 microgram, 75 microgram và nhóm giả dược. Sau khi tiêm xong được theo dõi trong phòng riêng tại Học viện Quân y. Những người tiêm đầu thì mình cảm thấy sức khỏe của ta rất bình thường và mới là quá trình của viện khám sàng lọc rất kỹ càng nữa, thế nên là mình tin tưởng bác sĩ của ta. Mình hoàn toàn rất là khỏe mạnh, sức khỏe của mình rất là ổn định. Các bạn thường hay quan tâm tới dõi theo xem là sau khi mình tiêm xong cái mũi vaccine thử nghiệm đầu tiên đó thì các bạn cứ hỏi, thì mình vẫn thường nói đùa rằng là cái tình trạng sức khỏe của mình ấy, những lúc bình thường là rất khỏe đấy, và còn lại là rất rất khỏe. Khi mình tham gia vào tiêm thử nghiệm vaccine thì mình có một cái niềm tin rất là mãnh liệt, đó là vaccine sẽ thành công trên cơ thể của mình. Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia, Bộ Y tế thống nhất giai đoạn 2 vẫn triển khai 3 mức liều như giai đoạn 1 để đảm bảo tính khoa học cũng như không mất liều tối ưu. Đồng thời sẽ cộng thêm một nhóm giả dược, nhóm người không tiêm vaccine để làm kết quả đối chứng, đánh giá hiệu quả, phân tích tính khoa học của vaccine. Dự kiến đến tháng 5 năm 2021 sẽ báo cáo sơ kết kết quả thử nghiệm. Về mặt khoa học thì cái con virus SARS-CoV-2 này nó có thể nhiễm cho bất cứ người ở độ tuổi nào, nhưng mà trọng tâm là ở những người cao tuổi và mắc các bệnh nền. Mục đích của nó, của vaccine này sẽ là phải sau khi làm thử nghiệm xong sẽ phải tiêm cho cả những người nhóm bệnh cao tuổi và có bệnh nền đấy để bảo vệ họ không bị nhiễm con virus này. Vì vậy là trong những nghiên cứu thử nghiệm giai đoạn 2 là phải chứng minh rằng tính an toàn và tính hiệu quả
của cái vaccine này đối với cả người cao tuổi và mắc bệnh nền. Và để sau đó thì chúng ta đánh giá kết quả và chuyển sang giai đoạn 3 là chúng ta tiêm cho cộng đồng đông người hơn, trong đó có cả những người cao tuổi mắc bệnh nền. Với giai đoạn 1 thử nghiệm vaccine ngừa COVID-19, kết quả cho thấy đã có kháng thể chống lại virus biến chủng mới tại Anh B117. Giai đoạn 2 chú trọng đánh giá kháng thể, đồng thời tìm kháng thể của người tham gia thử nghiệm chống lại biến chủng của virus SARS-CoV-2 tại Anh và Nam Phi. Theo các chuyên gia, sau tháng 5 năm 2021 sẽ xem xét đánh giá các cơ sở khoa học của giai đoạn 2, cho phép xây dựng một liều tiêm và chuẩn bị song song tiêm giai đoạn 3. Số lượng người tiêm ở giai đoạn 3 dự kiến mở rộng lên tới từ 10.000 đến 15.000 người, cả các vùng dịch tễ trong nước và nước ngoài, từ đó cho các kết quả đối ứng với miễn dịch. Mới đây, Bộ Y tế đã công bố một video clip tranh vẽ tri ân những chiến sĩ áo trắng. Video được thực hiện từ những hình ảnh xúc động của các họa sĩ nhí tham gia hưởng ứng chiến dịch Lòng Tốt Dễ Lây, khắc họa những chiến sĩ áo trắng quả cảm đương đầu với đại dịch COVID-19. Đây cũng là lời cảm ơn của các em nhỏ và nhân dân với các lực lượng y tế trên toàn quốc, đặc biệt là đội ngũ y tế dự phòng, y bác sĩ, điều dưỡng tại các địa phương có dịch cùng các đơn vị chi viện đã và đang làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch. Video clip cũng truyền thông điệp về sức mạnh của sự đoàn kết và khẳng định quyết tâm chiến thắng dịch COVID-19. Mới đây, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 Hà Nội đã họp thông tin về công tác chống dịch thời gian vừa qua và những biện pháp để duy trì, kiểm soát dịch bệnh trong thời gian tới. Với những nỗ lực của thành phố, các báo cáo nhận định người dân đã hoàn toàn tin tưởng vào các biện pháp phòng chống dịch bệnh cũng như nâng cao nhận thức về an toàn, đặc biệt là khi học sinh trên địa bàn sẽ bắt đầu quay trở lại đi học. Tuy nhiên, thành phố xác định bên cạnh các biện pháp phòng dịch không chủ quan lơ là, các sở ban ngành sẽ tiếp tục có các biện pháp thích hợp để vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch. Nhiều ý kiến cũng cho rằng hiện nay thành phố có nhiều đối tượng cần phải làm xét nghiệm, trong đó không thuộc diện chỉ định xét nghiệm của Bộ Y tế. Vì vậy, trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ cố gắng phân bổ kinh phí để làm tốt việc này. Trong cuộc chiến chống dịch COVID-19, chúng ta không thể không nhắc đến vai trò của các y bác sĩ, các nhân viên y tế ở các bệnh viện, trong đó có Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nơi đang tiếp nhận và điều trị hàng chục bệnh nhân COVID-19. Họ đã bám trụ từng ngày, vượt qua nhiều khó khăn để cùng nhau thực hiện công việc đầy áp lực nhưng cũng đầy tự hào. Điều dưỡng Đỗ Thị Kim Trinh là một trong những người đầu tiên thuộc lực lượng cán bộ, nhân viên y tế tham gia vào công tác điều trị, chăm sóc cho bệnh nhân COVID-19. Đến nay đã hơn 5 lần chị tham gia các kiếp trực dài ngày tại bệnh viện. Dù bản thân đã trải qua nhiều trận chiến và quá quen với các đợt dịch bệnh, nhưng bước vào cuộc chiến chống COVID-19, chị mới thấy trận đánh này là cam go hơn cả. Chúng tôi tham gia chống dịch trong này thì cũng vẫn có một cái tinh thần vui vẻ, yêu đời để chống lại dịch COVID. Dù không được về nhà với đồng nghiệp, với gia đình, nhưng chúng tôi vẫn lạc quan yêu đời. Một ngày làm việc của các y bác sĩ điều trị cho bệnh nhân COVID-19 thường không có thời gian cố định. Họ ăn nghỉ ngay tại bệnh viện và bất cứ khi nào bệnh nhân cần là kịp thời có mặt. Cuộc chiến với COVID-19 không chỉ tốn công sức, tiền bạc mà có khi còn phải đánh đổi bằng chính sự an toàn của những bác sĩ đang ngày đêm giành giật lại sự sống cho bệnh nhân. Và có lẽ ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm nay đối với họ đặc biệt hơn cả. Các y bác sĩ có thể không thảnh thơi trong ngày được cả xã hội tôn vinh, nhưng đó là lúc chính họ và tất cả mọi người nhận ra giá trị, sứ mệnh cao cả trong chiếc áo blue trắng. Làm y thì tất nhiên là phải hy sinh rồi, nên là cũng không cảm thấy thiệt thòi gì cả. Chúng tôi chỉ mong là cái COVID này nó có thể dập được và để cho người dân yên tâm hơn. Cũng đã tham gia vào cái công việc chống dịch này từ hơn một năm nay rồi. Và với chúng tôi, kể cả Tết cổ truyền hoặc như là tới là ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2, thì chúng tôi vẫn cảm nhận như những cái ngày lễ Tết bình thường của dân tộc cũng như là của ngành. Chúng tôi cũng khá là hào hứng với những cái việc mà chúng tôi đang làm, thì có thể cũng góp một phần nhỏ công sức của chúng tôi vào cái thành công chung của ngành trong việc mà phòng chống dịch COVID. Và chúng tôi vẫn tiếp tục cái công việc đó vào cái ngày mà kỷ niệm này, vì đấy là một cái công việc cũng khá là có ý nghĩa để chào mừng cái ngày Thầy Thuốc Việt Nam. Chỉ có một điều là chúng tôi sẽ tham dự những cái lễ meeting những thứ thì qua online, chứ không tham gia được
trực tiếp cụ thể. Không những bông hoa chúc mừng ngày thầy thuốc, nhưng tình cảm và sự tri ân của người bệnh, của cả xã hội chính là món quà lớn nhất dành cho các y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Vẫn còn đó những khó khăn phải xa gia đình, đối mặt trực tiếp với dịch bệnh nguy hiểm. Nhưng những chiến binh Blue Trắng vẫn quyết tâm chống dịch và hết dịch thì mới về. Họ vẫn từng ngày cần mẫn, tình nguyện cống hiến với niềm tin chiến thắng dù cuộc chiến với dịch bệnh có thể còn kéo dài và đầy cam go. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung chương trình với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 3, học sinh tại 60 địa phương đến lớp, trong khi học sinh Hà Nội trở lại trường vào ngày 2 tháng 3, Hải Phòng, Hải Dương vẫn cho nghỉ học. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh khi học sinh trở lại trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo hướng dẫn các địa phương thực hiện những biện pháp an toàn trong trường học. Về một số giải pháp phòng chống COVID-19 trong thời gian tới, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của dịch bệnh và bám sát chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch COVID-19, dự báo tình hình dịch bệnh để chỉ đạo các nhà trường. Công an thành phố Đà Lạt vừa bắt giữ nghi phạm Nguyễn Minh Nhật, 24 tuổi, ngụ tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản gần nửa tỷ đồng vừa xảy ra trên địa bàn. Trước đó vào ngày 25 tháng 2, Nguyễn Minh Nhật điều khiển xe mô tô lên Đà Lạt chơi và thuê phòng tại một khách sạn ở phường 2. Đến ngày 26 tháng 2, Nhật chuyển sang thuê phòng tại một khách sạn 4 sao trên đường Phan Chu Trinh, phường 9, thành phố Đà Lạt. Tại đây, vào lúc 5 giờ sáng, Nhật ra ban công của khách sạn để hút thuốc thì thấy đèn phòng số 220 gần bên còn sáng. Nhật dùng tay đẩy cửa phát hiện không ai bên trong nên nảy sinh lòng tham trộm cắp. Lèn vào lấy một túi sách màu đen, một số trang sức đồng hồ và một túi sách màu da để trên sàn nhà và mang tất cả ra phía cửa chính để tẩu thoát thì bị ông Lê Thanh Duyệt, 46 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên, là khách thuê phòng 220 phát hiện và báo công an phường 9. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Nhật đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tang vật cơ quan công an thu được gồm đồng hồ, tiền mặt, vòng, lắc vàng với giá trị trên nửa tỷ đồng. Công an thành phố Đà Lạt đã tạm giữ Nhật để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Đường dây ổ nhóm mua bán trẻ sơ sinh với quy mô lớn vừa bị Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cao Bằng triệt phá. Đây là đường dây mua bán trẻ sơ sinh với quy mô rất lớn, có sự tham gia cấu kết của nhiều đối tượng trong và ngoài nước. Theo lời khai, với mỗi cháu bé đưa chót lọt từ Việt Nam sang Trung Quốc, nghi phạm được trả công 30 triệu đồng, còn mẹ của trẻ nhận được 80 triệu đồng. Những cháu bé này chỉ mới 20 ngày tuổi, thế nhưng đã trở thành món hàng của các đối tượng buôn bán người. Theo tài liệu của cơ quan công an, quá trình làm công nhân tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, Mai Minh Trung kết bạn với Tính quê ở tỉnh Thanh Hóa để cấu kết việc mua bán trẻ em từ Việt Nam sang Trung Quốc. Trung đã sử dụng mạng xã hội TikTok để cấu kết với một số đối tượng khác, tìm người để mang thai hoặc người không có điều kiện nuôi dưỡng, cần bán hoặc cho làm con nuôi, sau đó thỏa thuận giá rồi đưa lên tỉnh Cao Bằng để chờ sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Ví dụ một đứa bé sang để bán được là người ta sẽ cho mẹ bầu đấy là 100 hoặc 80 triệu, còn bao nhiêu là của người môi giới. Thế những cái mẹ bầu muốn đi sang đấy để sinh con và bán con ấy, họ có biết rằng là sẽ sang Trung Quốc để bán con hay không, hay là họ bị dụ dỗ, hay là họ bị lừa, hay là như thế nào, nói chi tiết. Dạ họ biết là sang Trung Quốc là bán con ạ. Còn đây là những bà mẹ đã nhẫn tâm bán chính đứa con của mình dứt ruột đẻ ra. Trong số này còn có cả những bà mẹ đang mang bầu. Đa phần họ quê ở các tỉnh miền Nam. Sau khi đã liên hệ và thỏa thuận được với môi giới, các đối tượng đã thuê nhà tại huyện Thanh Trì, Hà Nội để ở. Mọi hành vi này đều không qua được các con mắt trinh sát của cơ quan công an. Và đêm ngày 25 tháng 2, các mũi trinh sát của Cục Cảnh sát Hình sự đồng loạt ập vào kiểm tra các địa điểm mà các đối tượng môi giới đang thuê nhà để chăm nuôi các đứa trẻ sơ sinh trước khi đem bán sang Trung Quốc. Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan công an xác định được 4 bà mẹ có hành vi bán con. Một bà mẹ đang mang bầu tháng thứ 8. Ngoài ra còn xác định được 2 bà mẹ sắp sinh khác đã được đưa sang Trung Quốc. Lực lượng công an cũng đã giải cứu kịp thời 4 trẻ sơ sinh đang bị đưa đi bán sang Trung Quốc. Vụ án hiện đang được lực lượng công an tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.